Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi thấy ở đó có một người tai hữu bị khô bại, người luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy không trong ngày Sa-bát để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tai khô bại rằng: ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa Giêsu bảo người đó rằng: ngươi hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra và tay người ấy được lành. Bây giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem để làm gì được Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, khi nhìn về lịch sử của ơn cứu độ, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được một tiến trình của lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống của con người. Trước hết, khi Chúa dựng nên con người của chúng ta, thì Chúa ban cho chúng ta một thứ lề luật, không phải là viết trên những bia đá hay là viết trên giấy trắng mực đen, mà là được viết ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta gọi đó là tiếng nói lương tâm, lề luật của lương tâm. Rồi tiếp tục, khi Chúa cho con người của chúng ta được hưởng hạnh phúc trong ngôi vườn địa đàng, thì Chúa đã nói với nguyên tổ của chúng ta rằng: các ngươi không được ăn trái cây này. Ngày nào các ngươi ăn trái cây này thì các ngươi sẽ thấy hậu quả của nó. Và nguyên tổ của chúng ta đã phạm tội ăn trái cấm, và hậu quả của tội lỗi làm cho con người phải xa cách Thiên Chúa, phải đau khổ và phải chết. Cho nên ăn và không ăn trở thành một quy luật, một luật lệ vâng lời hay là không vâng lời Thiên Chúa. Rồi chúng ta lại thấy, khi mà Chúa chọn dân riêng của mình, giải thoát họ khỏi ách thống trị của quân Ai Cập, đưa họ về đất hứa, và từ từ Thiên Chúa đã ký kết với họ một giao ước của tình yêu qua ông Môi-se ở trên núi Sinai, mà ngày xưa gọi là thập giới, và ngày hôm nay chúng ta gọi đó là 10 điều răn. Và trong 10 điều răn này thì 3 điều răn đầu tiên là bổn phận mọi người chúng ta phải giữ đối với Thiên Chúa, và 7 điều răn kia là những bổn phận chúng ta phải giữ đối với nhau và đối với bản thân của mình. Thế nhưng chúng ta biết, người Do Thái vào thời Đức Giêsu và thời trước đó thì dường như họ không chỉ giữ những luật lệ này, mà họ còn đặt thêm những thứ luật lệ khác trong cuộc sống của con người. Thậm chí người ta nói có đến 613 khoản luật khác nhau, và trong đó có 248 điều buộc con người ta phải giữ và 356 điều cấm không được phép con người làm. Và thậm chí ngày Sa-bát thì có đến 39 cái khoản luật khác nhau cấm con người ta không được phép làm. Cho nên dường như những người Do Thái, họ không biết đâu là điều chính, đâu là điều phụ, điều nào cần thiết, điều nào không cần thiết. Tất cả những khoản luật đều như nhau.
Cho nên khi chúng ta đọc tin mừng thì chúng ta lại thấy có một người luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Và chính Chúa Giêsu đã cho anh ta biết giới răn trọng nhất là: "Các con hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình." Điều này xem ra có một cái sự mới lạ, bởi vì chúng ta biết là mặc dù thời Cựu Ước Chúa đã ký kết với con người một giao ước của tình yêu, nhưng mà 10 khoản luật đó nó rời rạc với nhau, nó không liên kết với nhau. Cho nên mãi sau này vào thời Tân Ước thì chúng ta mới thấy có cái phần sau của Kinh 10 điều răn. 10 điều răn ấy tóm về hai điều này mà nhớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sao lại yêu người như mình ta vậy. Như vậy thì chúng ta thấy lề luật mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện không chỉ là một bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, và tôi giữ lề luật đó không phải là vì sợ, mà là vì tình yêu của mỗi người chúng ta dành cho Thiên Chúa, và đồng thời tôi phải thể hiện tình yêu đó với anh chị em của mình. Cho nên về vấn đề này thì Thánh Geronimo có một câu nói rất là nổi tiếng. Ngài nói như thế này: lề luật của Thiên Chúa thì chỉ có một giới hạn, nhưng mà giới hạn đó lại là những điều không giới hạn. Xem ra rất là khó hiểu, tại sao giới hạn lại là điều không giới hạn? Thưa nó là như thế này: lề luật của Thiên Chúa chỉ có một giới hạn, và giới hạn đó là tình yêu. Và một khi chúng ta nói đến tình yêu Thiên Chúa và mời gọi chúng ta phải thực hiện, thì tình yêu đó phải dành cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Tình yêu đó không chỉ dành cho những người bà con ruột thịt của mình. Tình yêu đó không chỉ dành cho những người làm ơn, làm phước, hay là tôi có cảm tình với họ, mà Chúa muốn mọi người chúng ta hãy thực hiện tình yêu đó đối với cả những người ghét chúng ta, kẻ thù của chúng ta nữa. Cho nên ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiện toàn lề luật của Thiên Chúa bằng hai cái từ, đó là xin cho mọi người chúng ta thể hiện lề luật của Thiên Chúa mỗi ngày được trọn tình Chúa và được trọn tình người trong cuộc sống của mình. Amen.